Nam mô A Di Đà Phật, kính thưa bà con cô bác. Cũng như là có một vị bình luận đó là ví như loại sanh cầm hồ thố, còn thương nhau lại huống chi người. Thì thưa chứ quý vị, loại sanh cầm là có nghĩa là những con vật, con gà, con vịt hay con này con kia, nó gọi là sanh cầm. Loại sanh vật á, dí có nghĩa là ví dụ như là loài sanh cầm hồ thố, có nghĩa là con chồn của nạn kia, còn thương nhau lại huống chi người. Thì hai câu này của Đức Thầy nói, thì thưa quý vị, Đức Thầy ví dụ như là con gà con vịt, những con này con kia, tuy rằng nó trí thông minh nó không có bằng con người, nhưng mà nó lại thương người. Bởi vì Đức Thầy nói thêm á, ví như loại sanh cầm hồ thố, còn thương nhau lại huống chi người, đứa hai lòng sao chẳng hổ người, đáng thùa thẹn với cây cùng cỏ. Thì thưa chú quý vị, sanh cầm hồ thố như thế nào? Thì quý vị thấy nó như là con gà con vịt, nó sanh con nó ra, nó không bao giờ nó bỏ đó. Con rắn độc hay là con đại bàng nó bay xuống là nó quyết tử, chết sống nó bảo vệ con nó. Là nhiều khi á, mình so lại những con vật á, mình lại thấy hổ thẹn gì nó với nó, lý do nó còn dám hy sinh sinh mạng nó để mà nó cứu con nó hay là đồng loại của nó. Còn con người mình thì nó tệ. Bây giờ ở trên mặt đất này quý vị thấy không? Thiếu gì ngon, con giết cha, con giết mẹ thiếu gì. Bởi vì cũng hiếm lúc con còn giết mẹ, giành của tiền cốt nhục giết nhau, tranh lợi danh giết lẫn đồng bào, niềm huynh đệ cùng nhau xâu xé. Thì thưa quý vị, thấy quý vị thấy không, bây giờ là thế giới này, nước này nước kia quấn với nhau cũng là nhiều lắm. Cũng vì cái gì quý vị? Ganh tị, cái gọi là tham sân si, nhân ngã. Cũng vì ba cái thứ tham sân si này mà gây ra hậu quả nó rất là nhiều. Thì quý vị thấy đó, sanh cầm hồ thố đó, con chuột nó chưa, nó bị nước nó ngập đó, là nó lặn xuống hang để mà nó tha con nó lên. Những con chó nó đẻ trong đống cống đó, nước nó ngập này nó cũng không có màng cái thân xác đó, nó là chui xuống đó để mà nó tha con nó lên. Thưa quý vị, thật là cảm động. Nhưng mà con người đời nay á, sanh ra là bỏ thiếu gì quý vị? Bởi vì soi lại nó, nhiều khi mình hổ thẹn, đáng thùa thẹn với cây cùng cỏ. Bởi vì cây cùng cỏ, quý vị thấy nó nói này sơ sơ qua nghe thôi, cái cây mà sầu đâu á quý vị, mà trồng đất phèn nó cũng là đắng, vị nó đắng là nó đắng. Trồng mà đất mặn, nước mặn trồng nó cũng đắng, nước ngọt nó cũng đắng. Bản chất nó sao là nó đi ra như vậy. Nhưng mà con người nó là tệ hơn, nay vậy mày khác. Gợi Đức Thầy nói, đời lắm kẻ đầu trâu mặt ngựa. Sao đầu trâu là cái mặt nó con trâu mới phải, chứ sao mà lại mặt con ngựa? Bởi vì là nó thay lòng đổi dạ. Bởi vì ví như loại sanh cầm hồ thố, còn thương nhau lại huống chi người, đứa hai lòng sao chẳng hổ người, đáng thùa thẹn với cây cùng cỏ. Nhìn cây cỏ vậy chứ nhiều khi mình thùa thẹn với nó. Dấu bút tích tuôn bay theo gió, học sách chi phỉ báng ông cha, thấy dân tình xem giảng ngâm nga, lão xót dạ đôi lời chẳng tố. Thì bà con cô bác thấy đó, bây giờ là con người ở thế gian này như thế nào, nó đâu có là thuận với nhau nữa, khắp hoàn cầu nghịch lẫn cùng nhau nữa. Lê dân trăm họ sáu sào, rã rời phụ tử máu đào nhuộm tuôn. Bởi vì con người nhiều khi suy nghĩ ra xét lại, nhiều khi thấy con ếch đó, nó lấy bầy lòng nồng nọc đó, trong cái vũng nước mà nắng lên nó cạn cạn dần, nó mới lấy cái thằng đó, nó khui nước ra để cho mấy con nọc nọc nó đi ra ngoài sông để cho nó sống đó. Quý vị thấy không, những cái đoạn clip đó quý vị coi thì mới thấy nó dám hy sinh nó vì đồng loại nó làm. Còn loài người mình thì thôi rồi,
Đứa hai lòng sao chẳng hổ ngươi, đáng thù thẹn với cây cục gõ là như vậy. Thì quý vị thấy là như là điềm người bây giờ là chịch là nó bụp, chịch là nó bụp, chứ không có kể gì nhân nghĩa đạo lý. Bởi vì thấy là đến lúc nhiều khi nói một câu nghe nó bị là bi quan quá, chứ phải lặp lại đời thượng quân đó, mới nó tốt hơn. Cái thấy là kỳ này thấy rồi, con người quá tệ, điềm trời điềm người điềm đất. Quý vị thấy điềm trời bây giờ là mưa bão thất thường, gió sốc gió sấy, nắng thì nắng cho dữ lắm, mưa thì mưa cũng ngập đất hết trơn. Bắt đầu thêm một cái nữa là điềm đất. Điềm đất là bây giờ là động đất hay lở đất, sụp đất gì cũng nhốt ra. Còn điềm người đó thì con người nó không có thương nhau nữa rồi. Tại vì mình nghĩ cuộc đời này thôi, khổ mà không biết tu hành thì không có lối thoát cho mình. Bởi vì là phải mau mau kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân hội này. Thì thầy nói rõ ràng như vậy. Nhất là có hiếu với ông bà cha mẹ, ráng giữ dạng tứ ăn. Nhất là ăn đất nước, ăn tổ tiên cha mẹ, ăn tam bảo, ăn đồng bào và nhân loại. Thì sanh ra cõi đời là có hình hài để hoạt động từ thuở bé đến lúc trưởng thành. Trong khoảng biết bao nhiêu năm trường ấy, cha mẹ ta phải chịu biết bao khổ nhọc. Bởi vì làm người, làm con là phải có hiếu với ông bà, cha mẹ là quan trọng. Vậy con người mà nếu mà không có hiếu với ông bà, cha mẹ, không có chung nghĩa với đất nước của mình, thì sống đúng là thùa thẹn với cây cùng cỏ quý vị. Hổ thẹn với nó. Nhiều khi thấy loài người ở thế gian này là cái như là nó sống một cách các bạn là không tưởng tượng nổi. Phải quấy gì nói cũng được. Bởi vậy là hồi xưa là ông bà của chúng ta nói sao là y ra vậy đó. Bởi vậy là dễ thời kỳ này phải ráng tu hành mới được cái gì. Bởi vì nó là cảnh khổ nó tới rồi. Hồng trần biển khổ thấy rồi, ráng tu nhân đạo cho rồi mới hay. Bởi vì con người nhân đạo nó rất là quan trọng. Cũng như là cái ăn đất nước như vậy. Bờ cõi vững lặng, thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu, mình ta mới ấm. Hãy tỳ tệ tỳ sức hy sinh cho quê hương, xứ sở quê hương. Hẳn như không đủ tài lực đảm đương việc lớn. Không phải ráng tránh, đừng làm điều gì đánh đổi sơ sức làm cho nước nhà đau khổ. Đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch làm tổn hại đất nước. Ấy là ta đền ơn cho đất nước vậy. Nó lời Đức Thầy dạy rõ ràng. Nhưng mà Đức Thầy nói thêm là người đời nay như ốc mượn hồn. Chim tìm cây mới gọi chim khôn, người hiền đức mới là người trí. Nếu mà người hiền tu hiền, làm phải làm phước, có hiếu với ông bà cha mẹ, ráng giữ dạng tứ ăn, thì như vậy thì không có hổ thẹn, đáng không có thù thẹn với cây cùng cỏ đúng không quý vị. Bởi vì có nhiều đoạn mà các ngài đã nói, quý vị thấy không? Thời kỳ này là nó đã hiển hiện rất là nhiều. Như ngài nói là từ rày hay ốm hay đau, từ nay hay ốm hay đau ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Bây giờ từ đây hay ốm hay đau là rất là nhiều bệnh, mới mới là lạ không? Nó giờ bệnh bây giờ là quý vị thấy đó, giờ la liệt chân. Bởi vì phải ráng niệm Phật để mà niệm cho tà quỷ dễ thì gian ra. Nói thiệt một câu là thời kỳ này phải ráng niệm Phật là quan trọng.
Bởi vì ông thanh sĩ ông nói rồi, ông nói tám muôn bốn ngàn pháp vào thời kỳ mạt kiếp dễ tu của một môn, niệm A Di Đà Phật mọi tội lỗi tiêu tan, các dòng tâm biến mất, niệm Phật một lòng thành đủ sanh về Phật quốc. Thì mình phải ráng niệm Phật, ăn chay làm lành, nhất là có hiếu với ông bà cha mẹ, phải ráng giữ vẹn tứ ăn. Cái đó là cái nguồn gốc của con người, mình biết ơn trả ơn. Như vậy nó không thua thiệt với cây cùng cỏ đâu quý vị. Quý vị thấy bây giờ là trên là cái hành tinh của chúng ta, bây giờ những con vật này kia rồi, mình cứu nó là nó quay lại nó biết ơn quý vị rất là nhiều. Bởi vì là Đức Thầy nói là như là trong cái dạng kinh nói đó, tánh linh người vật vẫn đồng, tuy không biết nói mà lòng vẫn nghe, biết nghe. Bởi vì thì con chó, con mèo, con này con kia nó không có nói được, nhưng mà cái lòng nó cũng biết nghe như mình như vậy. Bởi vì bớt sát sanh để mà tránh cái quả bên đau sau này, nếu mà không sát sanh nữa là tránh hẳn cái quả bên đau sau này. Nếu mà mình chém một dao phải đền một dao, giết một mạng đền một mạng, nhân quả chả biết chừng nào cho dứt. Vì Đức Thầy nói là ngày nay sớm đến Phật đàn cầu xin chư Phật cứu an linh hồn, tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo giải khôn luân hồi. Là Đức Thầy nói là việc trải qua như mây gió cuốn, nhìn cuộc đời ngày tháng thoi đưa, trời sáng ra kế lại thấy trưa, năm cũ đó rồi qua năm mới, 12 tháng mà còn mau tới thì cuộc đời cũng chóng đổi thay, nẻo phụ dân phú quý nay mai luôn di chuyển dời qua đổi lại. Cái thầy nói thêm là cõi ta bà mấy ai tồn tại, sống dư trăm như tuổi lão bệnh, đời hạ quân hay chết tuổi sanh, như thở trước nhân hồi còn trẻ. Để trở lại cái câu Đức Thầy nói là như những người bình luận nói đó, ví như loại sanh cầm hồ thố, còn thương nhau lại huống chi người. Thì thấy rõ ràng quý vị là những con chó đó quý vị, là nó ở quan đó, nó đẻ ngoài đồng, nhưng mà tới năm sáu con là nó nuôi đâu có nổi, nó mới tha vô nhà, tha vô nhà ông già vợ tôi. Thì thưa quý vị, đó là nó tha, đâu phải là tha nhiều, nó tha thử một con, mình nó đứng nó xa xa nó quan sát, nó coi thử cái mình sao, cái mình thấy mình thương nó mình nuôi, bắt đầu nó mới tha thêm hai ba con nữa nó nuôi cho mình nuôi. Bởi vì cái loài vật mà nó không biết nói được, nhưng mà nó nghe cái tánh linh nó dẫn động với nhau, cũng biết suy nghĩ với nhau. Bởi vậy là nó đa tha vô cho ông và vợ tôi ông nuôi. Bởi vì mình nghĩ lại cái những con vật đó, những cái làm cha làm mẹ thì rằng nó bất lực không nuôi con nó được, nhưng mà nó cũng phải làm sao nó tạo điều kiện cho con nó sống vậy, thấy không? Những con chó thôi mà thấy nhiều khi con người bây giờ là đẻ ra nó bỏ nhóc chân. Bởi vì thấy nó thua thiệt với cái loài vật đó không có gì. Thú vật biết tu hành náo nức mà người sau chẳng rước hồng trần. Bây giờ thú vật quý vị thấy đó, bây giờ những con này con kia nó lại Phật cũng thiếu gì quý vị. Vậy nhớ lại Đức Thầy nói nhiều câu gì, sau này lập đời tượng cổ, sau này lại Đức Thầy nói là cỏ cùng cây điểu thú chim muông, nhân với vật quần lai bổn tánh. Thì cỏ với cùng cây điểu thú chim muông là nó có tu hành, sau này nó quần hồn lại quý vị. Nhân với vật quần lai bổn tánh, đó mới biết ai là Phật thánh, ai thảo hiền, ai lỗi đạo nhà, đồng hát câu phụ tử khải ca, chúc trăm họ muôn nhà thành thới. Thì lời Đức Phật Đức Thầy nói, thì Đức Thầy nói thiệt quý vị là Phật đó, thì lời của Ngài nói ra
là chân thật ngữ. Lời nói của Ngài là không xê dịch. Bởi vì mình tin chắc cuộc đời này, ông nói là hạ quân nó đã hết đời rồi. Phong ba biến chuyển đổi dời gia can, thì trong quyển nhất đầu câu là Đức Thầy đã nói như vậy rồi. Hạ quân này đã hết đời, phong ba biến chuyển, bây giờ phong ba đủ thứ biến chuyển đổi dời gia can. Bởi vì là làm con người mình phải là biết lo xa một chút. Làm người phải biết lo xa, truy tầm tà chánh thì ta mới còn. Bởi vì nếu mà mình không biết lo xa, mình biết tu hành để đến việc gian lưng mà chịu, chứ Phật đâu cứu kịp cho người. Để đến chuyện rồi thì gian lưng mà chịu, nếu mà không có phước đức. Mà cậu hai thanh sĩ nói là thiếu đạo đức sắc gan cũng chảy, thật hiền lành thì mới cại không trôi, lực kia đã định sẵn rồi, lành thời tồn tại giữ thời tiêu tan. Bởi vì là mình cuộc đời mà sống trong một kiếp này, làm thiện làm ác cũng là một kiếp, làm thiện một kiếp, là một làm ác cũng một kiếp, thì thôi ta chọn cái thiện ta làm, khi gieo nhân nào thì gặt quả nấy, nhân nào thì quả nấy, đúng y người trong hải giới. Chứ khi mà lầm, nam nữ hay hồi tâm hướng thiện, kẻ già nên tu luyện sớm chiều, bao nhiêu nghiệp chướng trừ tiêu, đường tìm về đường về cực lạc, dắt nhiều nhau nhau đi quý vị. Bởi vì là mình là nói thiệt một câu là phải ráng tu, ráng niệm Phật, ráng lập công bồi đức, nhất là phải có hiếu với ông bà cha mẹ, quan trọng lắm. Con người có tổ có tông mà học hai chữ nghĩa sao không phượng thờ, dấu xưa chuyện tích sờ sờ, người đời phải biết phượng thờ mẹ cha. Như là nhị thập tứ hiếu, 24 gương hiếu thảo, quý vị thấy đó, những người đó ta làm những chuyện là không có tưởng tượng nổi, trả cái hiếu đó. Như mà Đức Phật nói rồi, về trái cổng cha, về mặt cổng mẹ, mà đi giáp dòng hòn nối tu di đó, trả muôn ngàn kiếp chưa có động, chưa có đền được cái ơn. Thì thưa quý vị, Đức Phật nói như vậy thì khuyến khích chúng ta tu hành để giải thoát, là mình phải tu giải thoát để cứu cha mẹ mình, mới là thiệt là người con có hiếu là trọn vẹn đó quý vị. Nhưng mà lúc này á, Đức Thầy nói là vừa dưỡng nuôi vừa khá tu thân, sớm lo cung phụng ăn cần, thác thời cầu đặng giảng sanh liên đài, về Phật quốc ngày ngày an lạc, cả giống dòng giải thoát luôn trầm, rồi đem đạo pháp quyền thâm, độ trong sanh chúng hết lầm hết mê, cả dặn giặc đồng về Phật cảnh, chẳng lý trần ngạo ảnh gạt lường, nguyện cầu chư Phật mười phương niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Bây giờ nói thiệt với bà con nghe, mình phải chủ trương cái tánh của mình. Tánh mình là phải thiệt thà, phải tốt, chứ đừng cháo chát cho người khinh dễ. Như vậy thì mới giống người xưa được. Chứ người xưa thì ít chữ nôm na, chứ chân chắc người ta nghe thẳng. Còn bây giờ thì học hai chữ nghĩa mà không phượng thờ cha mẹ mình. Bởi vì là mau mau kiếp kiếp chuyên cần đó, Đức Thầy nói đó, chúng sanh còn có lập thân hội này, hiện lành chừng đó sum dậy, quần thần cộng lạc mấy ngày vui chơi, đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân, thiên hoàng mở cửa các lăng, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn, mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không, nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị cả lòng tà gian, ấy là đến lúc xê sang tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Khuyên dân lòng chớ có sờn, ráng tu thì được xem đợn trên mây, người hung trên đất chặt thay, dòm xem bất thảm ngại rài cho dân, những người còn được xác thân thì là đài ngọc các lăng mới kề. Làm sao được còn sau này được còn xác thân quý vị, hãy ráng niệm Phật quý vị. Bởi vì Đức Thầy nói là trong cái là giảng xưa nói là niệm Phật có bốn thần linh thường thường bảo hộ bên mình mộ khang. Khi mình niệm Phật lên là có bốn vị thần đứng bốn góc che chở chúng ta.
Như vậy thì che chở chúng ta là những nạn tai, những cái khổ nạn nhất định sẽ qua được quý vị. Bởi vì là mình phải mau mau phải tu mới được, ráng làm phước làm lành, nó là quan trọng lắm. Chứ bây giờ quý vị thấy rồi, mưa bão thất thường, con người thì bất chợt, nhiều khi bệnh hoạn chút xíu chết cũng có nhóc. Quý vị thấy cái cảnh vô thường nó là trước mắt chúng ta rất là nhiều. Ví dụ như những người mà sớm ăn cháo, đang ngồi ăn cháo vậy chứ, ngồi đang ăn gì nhụt cái đầu xuống chết luôn quý vị. Là đang đi vậy mà té ngã ngang chết luôn, nhóc hết trơn. Như vậy người ta gọi là đột quỵ. Nhưng mà Đức Thầy nói rồi, Đức Thầy nói là cõi âm thần bệnh sái dịch ôn, chờ mãn phước ra tay bẻ họng. Có nghĩa là cõi âm thần bệnh sái dịch ôn, chờ mình hết phước ra tay người ta bẻ họng mình. Cửa tiên bang hãy còn khóa cổng, nhà cha xưa cửa đóng then cài. Con nào hiền thì dạng thảo ngay, đứa ngỗ nghịch một mai đứt cổ. Thì cuộc đời mà chết thì ai cũng phải chết, nhưng mà người chết có tu hành có tạo phước nhiều, cõi lòng nó thanh thản, nó dễ siêu sanh lên miền Phật cảnh hơn. Còn làm tội ác quá nhiều nó phải sa đọa xuống ba đường dữ, địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thì đọa xuống đó rồi là không biết chừng nào mới gặp được con làm cái thân người lên trở lên nữa được. Thì trong kinh Đức Phật nói là ví như con rùa mù ở biển sâu, 100 năm mới nổi lên một lần, mà khi nổi lên mà gặp được cái bọng cây mà chui vô đó để mà nó trôi vào bờ thì nó khó làm cái thân xác con người là trở lại lại khó như vậy. Khi mà mất cái thân xác con người này rồi trở lại làm người nó khó lắm. Bởi vì cậu hai thanh sĩ mới nói là làm người được là may muôn thở, vì đời xưa đã có nghiệp lành, ngày lai quyết chí tu hành tức là sẽ được trở thành Phật tiên. Bởi vì là mình gần đường về Phật về tiên nhất. Chứ những con chó, con mèo, con này kia đó, quý vị thấy là sao nó tu hành nó niệm Phật được, nó biết gì đâu. Cũng như là sanh làm người mà ở tỉnh An Giang này cũng như nước Việt Nam mình, nó là hạnh phúc vô cùng. Đặc biệt là bình yên, không có chiến tranh, giặc giã gì hết. Còn thêm nữa là bình yên là ấm no nữa. Nó quý vị thấy nó mà sanh ra ở nước cũng như nước ngoài, bên Trung Đông bên lo chạy giặc, lo quánh hoài tối ngày, mà người ở đó bảo đảm quý vị nghe là không biết niệm Phật đâu. Họ đạo gì đâu không, chứ không biết niệm Phật để mà họ được giải thoát đâu. Làm người được là nó khó rồi, nó khó làm người được rồi, mà nó lại gặp được cái pháp Phật nó khó nữa, còn tu thêm một phần khó nữa. Mà Đức cậu hai thanh sĩ nói là sách kinh là chìa phá ngục, chúng sanh đang bị nhốt trong tù xem kinh mà chẳng chịu tu, chìa phá có mà tù không ra. Quý vị, quý vị thấy đó là hồi xưa đó người ta dùi mài kinh sử tới 10 năm người ta mới đi lên kinh ứng thí để mà đậu trạng nguyên đó. Nhưng mà trong một nước thì chỉ một vị trạng nguyên thôi quý vị, nhưng mà nó còn dám bỏ 10 năm nó đèn sách nó làm trạng nguyên, mà trạng nguyên cũng còn sanh tử chứ đâu có thoát sanh tử đâu, đâu giải thoát đâu. Nhưng mà nó còn cũng phải là ráng học bỏ 10 năm đèn sách, còn tu là được giải thoát luôn, không còn sanh tử nữa. Mà Đức Thầy nói là chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Là khi mình niệm Phật á, nguyện giảng sanh về Tây phương làm lành lánh dữ, chỉ một kiếp này nhất định sẽ sanh về cõi Phật, không còn sanh tử luôn. Mà vì đó rồi đồng nghĩa với thành Phật, không còn xa lìa tất cả thế gian này đau khổ nữa, không còn ở dưới đây nữa. Như vậy có sướng hơn trạng nguyên gấp triệu triệu lần không? Mà không làm mà 10 năm đèn sách mà dám bỏ ra mà học hành, mà không chịu niệm Phật tu hành, như mình khóa mà gặp chìa. Cái khóa mà nó gặp chìa đâu phải dễ quý vị.
nhưng mà mình gặp được thế thì mình phải ráng, bởi vì mình phải ráng tu cho mình là quan trọng lắm. Cũng như Đức Phật hồi xưa như vậy, ngài lấy cái tay của ngài mà quẹt vô cái đất ngài dơ lên, hỏi A Nan gì chứ đất trên tay ta nhiều hay đất đại địa là nhiều vậy A Nan? Bắt đầu A Nan nói là đất đại địa là rất là nhiều nhưng đất dính trên tay ngài rất là ít. Đức Phật nói đúng vậy, thì con người mà được cái thân người này mà nó trở lại làm con người lại đó, nó ít cũng như là đất dính trên tay tay vậy, nó khó lắm. Nhưng mà mình đã làm người rồi, nghe được pháp Phật rồi mà không chịu tu nữa thì vừa. Bởi lời Đức Thầy kêu thúc đó, Đức Thầy nói lần thứ chót gọi lời kêu thúc, Thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng, trường ơn trên ban được lục thông, Thầy mới được Tây Đông du thuyết, thâu cho được con long ác nghiệt, thì khắp nơi mới biết mến yêu chúng sanh, nên tầm quạt ba tiêu chữa quả diệm nơi tâm cho tất. Thì đạo hạnh ngày kia mới đắc, chớ chứa hờn đứa giữ ích chi, vẫn tu hành tay gác mặt lì, chịu cay đắng của người sang sớt, lòng sầu riêng hãy nên nguôi bớt, đừng thở than bận đến lòng ta, để cho thầy đi dạo ta bà đặng dạy cả đường xa chưa rõ. Nay rừng bụi có người mở ngõ, thì noi theo dấu thỏ đàn dê. Thì quý vị nghe cái đoạn đó thì thấy đó, làm con người đâu phải dễ đâu, mà được làm người nghe được cái pháp của Phật để tu hành còn khó thêm nữa cái phần đó nữa. Trên mặt đất này thiếu gì làm người, thiếu gì 8 tỷ mấy người chứ kiếm vài triệu người tu nó hơi khó. Bởi vì là thời kỳ mặt pháp hạ quân lòng dạ đổi dời, bây giờ khổ não đến đời là đây, ráng nghe lời dạy của thầy để chừng đến việc kiếm thầy khó ra, Tây phương thầy lại quá xa nên ta mới nói cạn lời dân nghe. Bởi vì là mình thấy rõ lời Đức Thầy dạy còn du dương bên tai, mình phải ráng nghe là mình tu hành. Tu là tu Phật, tu tiên, tu cho rõ biết chữ hiện ra sao. Mùa xuân chưa có mưa dầu, cũng như đạo hạnh sắc màu chưa thanh, sớm chiều phủi sạch lợi danh, tầm nơi chánh giác cõi thanh đặng về. Hỡi ơi thấy chúng bớt mê, đạo màu siêu diệt tập đề là đây. Tinh thần hiệp dáng ngút mây, dẹp cho rõ mặt tớ thầy hạ quân. Thì trong cái bài viết lại mới đông quý vị, chứ thầy còn nói nhiều đoạn nghe các bạn rất là nhiều mấy dạng lời của thầy, mà quý vị nghe quý vị tu đoạn nào đó mình thấy phù hợp với mình tu thì nó chắc là có hiệu quả quý vị. Thì rất mong tôi với cùng bà con ráng tu hành để sau này mình thoát khổ thôi. Chứ bây giờ thấy quý vị thấy giờ bệnh hoạn nhóc cho người giàu hay nghèo cũng có bệnh, bởi vì sống bữa nay chứ không biết ngày mai còn, không vô thường nó quá nhanh như vậy. Thì có bấy nhiêu lời để chị nói với bà con để mà kinh nghiệm với nhau tu hành, chứ không phải là lên thuyết trình thuyết pháp gì quý vị. Thì những ngưỡng mong tôi có điều chi sơ sót thì ngưỡng mong quý vị thông cảm bổ chứng cho, thành thật biết ơn quý vị. Xin chào bà con, Nam Mô A Di Đà Phật.